Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay nhà vườn em tin giao lưu với cô chú anh chị mình 10 cây linh sam siêu ong nha cô chú anh chị. Đây, là mã đầu tiên là mã số 1 ha. Cây có nuôi đùi. Cây có nuôi đùi luôn ha. À, đùi bự lắm. Thật còn ngàn xương, ngàn dâm, ngàn đùi, tốt nuôi kỹ lắm. Nè, em sẽ tổng quan về dòng cho cô chú anh chị mình xem mã số 1 nha. Cây sực nổi đế luôn. Nhưng cây có đế nha cô chú anh chị. Cây lùng lực. Phơm tàn khỏi chơi. Đây, phơm tàn đây. Vậy phơm ha. Tùy xương. Đây, xương bên dưới đây. Xương với dàn cốt nuôi to lắm. Cốt nuôi to luôn nha. Chỉnh cái mini luôn á. Đây, mã số 1 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi bây giờ em sẽ xem nhầm nữa rồi em báo một số mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi, em sẽ báo một số mã số 1 nha. Hoành gốc ở đây là 9,5 ha. À, chín thôi, chín thôi. Chín chín. Chiều cao của cây là 13. Đó, hết tán ngang nó là 28 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đùi to lắm, linh sam siêu bông. Đây là thân chậu rồi. Thân chậu rồi nha cô chú anh chị, bao thân chậu, bao mỗi cây luôn á. Mã số 1 giao lưu cô chú anh chị mình là 450k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Lên tiếp mã số 2 nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 có là một cây linh sam siêu bông luôn nha. Đây. Đùi to dữ lắm, to đùi to. Phơm cây này về chỉ chơi thôi, bao hơn chậu mỗi cây. Đế khá đẹp luôn nha. Đấy, có đế. Mã số 2 nha. Rồi để em cho cô chú anh chị mình coi cái dàn phơm tàn đó đây. Đó, ấm phơm ha. Dàn xương bên dưới đây. Rồi, cốt to nè. So với phân cân cây luôn nha. Mã số 2 nha. Đó. Rồi đem xem dòng nữa để em báo thông số mã số 2 nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ báo một số mã số 2 nha. Hoành gốc nó đây là 8. Chiều cao của cây. Chiều cao là 15. Đó, hết tán ngang. Hết tán ngang là 23. Thì mã số 2 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship luôn ha. Cây mịn tức ngùng rồi. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha. Cây cực kỳ già luôn nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 cũng là một cây linh sam siêu bông luôn. Thật cây lùng lực nè. Cái đùi nha. Đùi nó to dữ lắm to. Đây. Cốt ngọn, cân, to, chỉnh cây mini. Đế khá đẹp luôn nè. Có đế luôn. Đế đẹp luôn ha. Rồi đem cho cô chú anh chị coi cái phơm tàn này. Dày phơm này ha. Đó. Cốt cầm đây. Đó, mã số 3 nha. Rồi để em xây dòng nữa để em báo hông số mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi giờ em sẽ báo hông số mã số 3 ha. Hoành gốc nó đây là 10. Chiều cao của cây. Chiều cao là 13. Đó, hết tán ngang nó là 23. Thì mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 450k nha. Đó, là nhà vườn mình em bao ship luôn nha. Cây rất là đẹp ha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Số 4 cũng là một cây linh sam siêu bông luôn nha. Thật lát ha. Để em xây tổng quan cô chú anh chị mình xem nha. Đó. Đế đây. Đế đi ha. Rồi phơm đây. Cái dàn phơm này. Xương bên dưới đây. Cốt to nha cô chú anh chị. Cốt to ha. Đó. Rồi đem xem dòng nữa đem báo thông số của mã số 4 nha. Cốt to lắm. Cốt to. Cây toàn bộ là từng chậu hết luôn nha cô chú anh chị. Rồi sẽ báo thông số mã số 4 nha. Cây lên chậu là gần 1 năm rồi nha cô chú anh chị. Đây, hoành gốc nó đây là 10. Chiều cao của cây. Chiều cao là 13. Đó, hết tán ngang nó là 26. Thì mã số 4 em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 450k nha. Là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha. Rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5 cũng là một cây linh sam siêu bông luôn nha. Trời ơi, cái này đế đẹp luôn. Đế đẹp, đường thân rất đẹp nè. Thực lắc, đùi bự. Chịt cái mini. Chân 1, chân phong, đùi được. Tất cả nuôi cốt, giật 23 đoạn hết anh. Đẹp lắm. Rồi, để em xây tổng quan về dòng cho cô chú anh chị mình xem ha. Mã số 5 nha. Đây, cái phơm đây. Dày phơm này ha. Da phơm tam giác luôn nè. Xương của mình dưới đây, rồi cốt nè, nó cũng to ha, đây như này, đó,
Rồi để em xây vòng nữa để em báo ông số mã số 5 nha cô chú anh chị. Hoành gốc nó đây là 10, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 14, hết tán ngang là 25. Thì mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 450k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Qua trời số 6 là một cây linh sam siêu bông luôn nha. Cốt to nè, cốt bự nha. Đây, em xem tổng quan của chú anh chị mình xem ha, cốt sao cũng to luôn. Rồi. Để hồi đưa câu xuống đưa lên cho dễ. Rồi để em nào xây tổng quan của chú anh chị mình xem ha. Nè, một đế này, đế này. Rồi, là cái phơm tàn ở đây, gì phơm ha. Cái nó đùi to lắm. Phơm tam giác. Này. Đây. Xương bên dưới nè, cốt to. Cốt to ha. Rồi, đem xem dòng nữa đảm báo thông số mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi, sẽ báo số mã số 6 ha. Đây, hoành gốc nó đây là 12. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang là 34 nha. Thì mã số 6 này mình giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k luôn nha. Nên gì em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 7 nha. Rồi em lên tiếp mã số 7 nha cô chú anh chị. Đế đẹp, có đế luôn. Đế đẹp ha. Đó, cốt cành to nè. Đó, cho cốt cành to. Đây, phơm tàn ấm phơm nha. Đây. Rồi, phơm tàn ở đây chứ, phơm tàn ấm nha. Ấm hết. Đẹp xương bên dưới đây, cốt nè, to nè ha. Cốt để to luôn nha. Rồi đem xây ngang dòng nữa thì em báo con số mã số 7 nha cô chú anh chị. Rồi báo con số mã số 7 nha. Hoành gốc ở đây là 11. Chiều cao của cây. Chiều cao là 14. Hết tán ngang nó là 27 nha. Thì mã số 7 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 450k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi, em lên tiếp mã số 8 nha. Rồi em lên tiếp mã số 8 luôn nha, nha cô chú anh chị. Mã số 8 là một cây linh sam siêu bông luôn nha. Phơm tàn này nó quá tuyệt cực, đùi to lắm. Đùi bẻ gục gạch, giật 2-3 nhịp hết nha cô chú. Đế đẹp. Đế đẹp lắm này. Cây cắt gục gạch chứ không phải là cây tàn. Rồi để em xây về vòng cho cô chú anh chị coi phơm tàn với lại dàn xương bên dưới luôn ha. Rồi đem cho cô chú anh chị mình coi cái phơm tàn của cây mã số 8 nè. Dày phơm, cái phơm tam giác này ha. Xương mình dưới đây, cốt to, cốt sữa rất là gắt luôn ha. Cốt sò, cốt to lắm, sữa gục gạch. Rồi đem sẽ báo hồng số của mã số 8 nha. Hoành gốc nó đây là 13. Chiều cao của cây, chiều cao là 11. Hết tán ngang nó là 24 nha. Thì mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Đó, mã số 8 ha. Rồi em lên tiếp mã số 9 nha. Rồi em lên tiếp mã số 9 nha cô chú anh chị. Mã 9 còn là một cây sam siêu bông luôn nha. Lục lực. Nè, lục lực cốt to nè. Cây này nó già dữ lắm, già. Thì em mua lại của nhà vườn người ta nuôi lâu rồi. Chứng game mini. Này thì nằm chậu này cũng cả năm này. Thật bự, rất là hình chậu nha cô chú anh chị. Hình chậu đây ha. Rồi đem mà cho cô chú anh chị mình coi cái nhìn phơm tàn nữa nha. Nhìn phơm. Rồi, cốt cành đây. Cốt cành to nha cô chú anh chị. Cốt to lắm. Cốt giật, cành to giật. Cây cắt giật chứ không phải là cây tàn. Rồi đem xem dòng nữa để em báo thông số mã số 9 nha cô chú anh chị. Đây, hoành gốc nó đây là 10. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 12. Đó, hết tán ngang nó là 22 nha. Mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Đó, mã số 9 450k ha. Rồi em lên tiếp mã số 10 nha. Rồi em lên tiếp mã số 10 nha cô chú anh chị. Mã số 10 cũng là một cây linh sam siêu bông luôn ha. Lùm lực nuôi. Ngọn nó bự, cây cắt giật nha cô chú anh chị chứ không phải là cái cây tàn nha.
đi làm theo lối cái bonsai các gì cả. Đế đẹp luôn á. Đế đẹp luôn. Tại cái nó hầu khuất nhìn thấy bốn mặt có đế hết trơn luôn nha. Rồi để em xây tổng quan dòng đó để em cho cô chú anh chị coi cái phơm với lại dàn cốt cằm ha. Đây đây, cái phơm tàn đó đây. Vậy phơm sườn bên dưới đây. Rồi, sườn bên dưới đây ha. Rồi. Em sẽ báo thông số mã số 10 nha cô chú anh chị. Ngoài gốc nó đây là 9, chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 11. Nó hết tán ngang nó là 24 nha. Thì mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 450k luôn nha. Đó là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó. Thì mã số 10 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm cái kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.